Chuyến đi truyền hình thực tế đầy bất ổn của hai bạn nhỏ. Chương trình mang tên Mẹ ơi đi chơi. Với chủ đề lần này thì ba mẹ con sẽ được đến một nông trại rất là to. Đây cũng là chuyến đi chơi đầu tiên mà hai nhóc tì được tham gia chương trình, và cũng là chuyến đi chơi đầu tiên chỉ có ba mẹ con đi với nhau, không có bà bá cũng không có ông bà. Chắc là sẽ vất vả lắm đây. Vì với tính cách năng động và những hoạt động như thế này hai bà nhỏ thích lắm. Sau khi di chuyển một đoạn đường dài, mọi người sẽ được nghỉ ngơi rồi sau đó chương trình sẽ bắt đầu. Để có chuyến dã ngoại đi chơi thật là vui vẻ thì chúng ta cần phải có sức khỏe. Vì bữa cắm trại ngày hôm nay mình sẽ hoạt động từ sáng tới chiều. Lúc này là cô Tú Vi đang phân công việc cho mọi người. Hai mẹ sẽ đi chăm sóc các bạn ngựa, còn đối với các bạn nhỏ sẽ đi chăm sóc thỏ và sẵn dọn chuồng luôn. Bước đầu tiên là các bạn nhỏ sẽ cho thỏ ăn cà rốt để cho thỏ lơ đãng, là mình có thể bắt đầu dọn chuồng. Mình sẽ cào lớp rơm cũ ra. Sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ bên chuồng thỏ, mình sẽ tiến qua cái bên tới chuồng gà. Sau khi cho ăn và dọn chuồng thì nhiệm vụ bên này của các bé là sẽ lần mò kiếm cho bằng được 5 quả trứng gà. Để tí xíu nữa mình có trứng để làm bánh pizza. Quay trở lại với hai mẹ bên này thì đang lay hoay để dọn chuồng ngựa. Mà trong khi đó thấy công việc này nhẹ nhàng quá, đến hai mẹ đã giả bộ này lấy rơm bỏ lên trên đầu, bỏ lên trên người, để giả bộ tạo ra tình tiết cho nó giống cái cảnh nó làm việc cả ngày thật là cực nhọc và vất vả. Bước tiếp theo, sau khi đã dọn chuồng sạch sẽ thì bây giờ mình sẽ mang các bạn ngựa đi tắm cho thiệt là mát mẻ. Ở đây là mẹ Min chỉ để những cái phân đoạn nhỏ cho mọi người xem thôi, chứ tập được phát sóng chính thức mọi người sẽ thấy cảnh mẹ Min đội quần với những hành động của các bé nhỏ. Chuyến cảnh qua nhiệm vụ mới, các mẹ sẽ cùng với các bé làm bánh pizza. Thì tưởng chừng là dễ nhưng khi làm lại rất là khó. Trong khi đó mẹ Min cùng một lúc phải quản hai bà nhỏ. Về phần nướng bánh thì mình đã có anh chủ của nông trại hỗ trợ. Cái phần mà làm bánh pizza khó nhất mà Min thấy đó chính là khâu nheo bốt, là có chị chủ nông trại hỗ trợ, nếu không chắc là tiêu tùng. Phần trang trí là Min thấy dễ nhất luôn á, mình thích ăn cái gì mình cứ cho vô thôi. Ta-da, đây chính là thành quả. Và bánh được nướng từ lò làm bằng đất có khi nướng rất là thơm và bánh nướng rất là nhanh. Sau khi hai mẹ và các bé đã lăn vào bếp thì bây giờ đã có công đoạn mình thưởng thức thôi. Sau màn ăn uống vui vẻ thì chúng ta lại tiếp tục với nhiệm vụ mới. Các chấp tì với nhiệm vụ khó khăn vất vả là mang bánh đi mời các cô chú hàng xóm quanh nông trại. Còn ở lại đây thì hai mẹ rất là sung sướng, cày bừa cuốc mướn và trông trọt. Và trước khi kết thúc chương trình sẽ là những giây phút hai mẹ và các bé quây quần bên nhau vẽ tranh và tô màu. Và cũng đã kết thúc chương trình với những phút giây tạm biệt gia đình của các anh chị chủ nông trại rất là dễ thương và đáng yêu. Khúc này là linh ứng cho cái câu lúc chơi hết mình, lúc về hết xí quá. Vừa thấy ông bà nọ một cái là hai bạn nhỏ đã bật chế độ hết pin xíu. Các ba mẹ cô chú nhớ xem chương trình của tụi con nha.